Lại xin chào toàn thể các anh em nhé. Hiện tại ngoài miền Bắc thì hoa vải thiều bắt đầu lở rồi các bạn. Đấy cũng là cái thời điểm mà con chim khuyên nó bắt đầu nó di cư từ phía Nam ra phía Bắc này. Thì trong cái nội dung của video ngày hôm nay thì giới thiệu cho các bác là về cái mẫu lưới tàng hình đánh chim khuyên. Thì đối với cái mẫu lưới này thì bác nào đang có nhu cầu sử dụng thì các bác liên hệ cho em qua số điện thoại để ở góc màn hình video. Còn thời điểm này thì con chim khuyên giá bán phóng sinh rất là đắt, nó tận 10.000 đồng trên một con các bạn. Đấy còn lưới thì đây ưu điểm này các bác này. Đấy cái nhôi này nhà em đã làm cho các bác này. Đấy về các bác không phải làm nữa, các bác chỉ việc kéo ra trực tiếp là các bác đánh thôi. Đấy, ví dụ như thế này. Đấy các bác kéo ra. Còn lưới thì mắt lưới 3 phân nhé. Đấy, cái dòng này thì chuyên đánh chim khuyên này, chim di này. Đấy và chim sẻ. Đấy hàng này thì hàng lưới khổ cao của nó là 9m. Đấy 9m và làm 8 diềm 7 túi. Thì ở đây các bác có thể là về các bác đếm này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 5 6 7 8. Đấy và túi thì là túi đây. Túi thì nhà em mở cho các bác là 50 phân nhé, 50 phân trên một túi. Thì khi khổ lưới này làm vào rồi ấy, thì các bác cứ nhân với 50 thì nó rơi vào tầm khoảng là gần 4m. Đấy, gần 4m trên cái mẫu lưới này. Đấy, và các bác muốn mở khoang rộng hơn thì đây nó vẫn còn thừa dây này. Đấy, các bác lưới cái dây ra các bác kéo, nhưng thường thường để như này nó nhiều thịt các bác. Đấy, đánh thì con chim nó vào thì nó không bị văng. Đấy, không bị văng chim khi các bác đuổi chim di ở những cái đàn chim đông ấy. Đấy, còn lưới thì đã được nhuộm tàng hình màu đen và dây thì là làm dây dù nha các bác nhé, dây diềm dù. Đấy hàng này thì nhà em có khổ 10m này, 15m này, 20m, 25 và 30m. Thì đây là một cái tay là 15m đánh chắn ngang trực tiếp ở cái bãi vải thiều này. Đấy còn đợt này chim nó về thì bắt đầu nó ra nó ăn hoa vải này thì đánh rất là dễ các bạn. Thấy tiếng kêu gọi xuống đâm đi đâm lại là dính thôi. Và đặc biệt hơn nữa ấy, thì đánh cái kiểu này thì nó rất là nhàn, mình không phải vất vả mình di chuyển như là đi đánh keo. Đấy, hoặc là các bác đánh lưới đuổi không có bãi thì phải đi tìm khắp lời đánh. Đấy, còn cứ đánh như thế này thôi. Đấy, còn về cái lưới này thì tất cả mắt lưới đều không bị chạy mặt các bác nhé. Đấy, với cả sức của con chim khuyên thì các bác biết rồi. Đấy, nó vào nó đạp không thể chạy mặt và không thể mất được. Đấy, con lưới này thì bắt buộc là các bác phải đánh ở cái sào từ 5m trở lên nhá. Đấy, 5m trở lên thì các bác lựa chọn sao để đánh hiệu quả cho hết cái khổ lưới. Còn nhiều bác bảo là lưới này dùng rất là tốt nhưng mà giá hơi đắt thì báo cáo đối với các bác là lưới tốt thì nó phải đắt thôi. Đấy, và cái thứ hai nữa là khổ lưới là nhà em là bán cao nhất cái khổ lưới hiện tại ở trên thị trường. Đấy, trên thị trường bây giờ người ta đang bán là những cái khổ lưới nó chỉ có 5m thôi hoặc 4m thôi, rất là thấp, làm 5 diềm 4 túi và 6 diềm 5 túi. Đó, nó sẽ không hiệu quả được như là cái mẫu lưới 8 diềm 7 túi này. Đó. Ví dụ các bác đánh chim sẻ này các bác biết rồi. Đấy, con chim sẻ đuổi nó trao rất là cao. Và cái thứ hai nó rất là khôn. Lưới ví dụ các bác đánh bãi như thế này thì cứ 10 hoặc là 15 mét thì các bác không phải léo ở hai cọc để căng ra được, thôi lưới rất là nhẹ. Còn ví dụ các bác đánh tay 25 hoặc là 30 mét chẳng hạn thì các bác phải léo nhé. Đấy, phải léo chạy. Đây, dây diềm. Đấy, diềm đi theo diềm làm hết cho các bác rồi. Các bác mua về chỉ việc sử dụng đánh thôi. Còn giờ các bác yên tâm trên cái mẫu lưới nhà em. Còn số lượng một năm nhà em đi hàng vạn mét lưới khuyên này cơ. Đấy, còn đặc biệt là cái vào cái thời điểm tháng 8 mùa khuyên di cư, các bác đặt với cái số lượng cực kỳ là lớn luôn. Còn thời điểm này thì bắt đầu là em lên lưới em đánh thì cũng quay cho các bác xem là về cái bãi lưới khuyên đánh keo. Đấy, để cho các bác cùng tham khảo. Đấy, còn ngoài ra thì nhà em bán loa điều khiển từ xa. Đấy, hỗ trợ cho các bác tiếng khuyên đánh lưới và đánh keo nhé. Đấy, bác nào mà xem cái video này cần cho mình cái mẫu lưới đánh chim khuyên mùa tháng 3 di cư này về thì các bác liên hệ cho em qua số điện thoại để ở góc màn hình video. Còn bây giờ chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.